Dạ, em chào anh chị Minh Yêu của chú Minh Hương của em. Dạ, buổi chiều hôm nay là thứ sáu, em giới thiệu cho anh chị với cô chú thêm một lô đất vàng ở dự án Five Bank Co City, thành phố sinh thái năm sau. Dạ, đây là mặt tiền đường Đinh Đức Thiện. Đó, đây là những căn shop house của dự án. Dạ, còn đây là cái cổng đi vào dự án anh chị. Trưa hôm nay chiều giới thiệu cho anh chị mình lô đất ở dự án Five Bank Co City, nằm trên trục đường D7 Xuân Trường, cũng gần với những dãy shop house này luôn nè anh chị. Để em đạp từ từ vô giới thiệu cho anh chị. Thì em đi vô cánh cổng cuộc sống bình yên thiên nhiên ban tặng, đi vô trục đường D2 đại lộ Thiên Trường, xong rồi rẽ phải, rẽ phải theo đường D7 Thiên Trường. Hiện tại máy sắt đang rất là ồn. Ồn quá anh chị. Dạ, sau khi đi qua chút xíu qua những dãy shop house này, đây là những lô đất hướng đông nè anh chị. Đây là những lô đất hướng đông nhìn về những căn shop house. Còn lô đất em giới thiệu cho anh chị thì chạy vô chút xíu. Đó, sẵn tiện đây quay cho anh chị coi đây là những căn shop house mà đang đi vô hoàn thiện luôn. Đèn bê cái màu trắng rất là đẹp. Xong rồi cũng bên kia thì đang lót đá luôn anh chị, lót đá cho mặt tiền rồi đang vô hoàn thiện từ từ đó. Thì qua đây chút xíu đó, em chạy cái nữa là qua đường Mỹ Kim. Đạp từ từ. Ở nhà mình là nhà phố thương mại nha anh chị, hướng đông. Ở mẫu giống như vậy luôn nè anh chị. Đây là mẫu nhà phố thương mại BM. Nó đang vô quyền hiện rất là đẹp. Thì lô của mình có diện tích là ngang 5 dài cho 24. Tổng diện tích là 119m. Đó, anh chị qua vừa tới cái công viên của đường Xuân Đài, Xuân Ngọc là tới rồi. Đó, tới nè anh chị. Lô này thì kế gốc. Lô này là lô gốc. Lô gốc xong rồi cái là kế luôn. Hướng đông. Đến đậu xe đạp lại ngắm giới thiệu cho anh chị nha. Đó, hiện tại là tuyến đường này nhà cửa cắt rất là đông. Đó. Dẫn chị đó, lô đất của mình thì đang bị đóng gạch đang che anh chị. Tại đây bà con mình đang cất nhà. Đường này là 8m, đường này là đường 8m, lề 5m ngay đây luôn, ngay đây dài xuống dưới tới dưới là 24m, tổng diện tích là 119m. Dưới đằng sau anh chị, dưới đằng sau của mình thì có luôn cái đường hốc hiểm tới khoảng 4m luôn. Đó, giống cái nhà này luôn nè anh chị. Đó, sân sau mình được 2m, lô này 119m. Hướng đông, sổ hồng riêng. Đó, công chứng liền cho anh chị với cô chú mình luôn. Bán với giá là 3 tỷ lẻ 50. Có được hốc hiểm sau 4m. View nhìn qua dãy nhà ở dự án Five Bank Eco City,
một cái thành phố sinh thái 5 sao nằm trên trục đường D7 Xuân Trường, nhìn về những căn shop house ở nhà, gần với những căn shop house. Nói chung tuyến đường này hiện tại đang rất là hot. Dạ thôi, dạ anh chị có nhu cầu thì anh chị liên lạc với em nha. Cảm ơn anh chị với cô chú rất là nhiều.